Dạ vâng. Hôm nay thì em Vũ Ba Tư Phan xin giới thiệu với tất cả các quý anh chị em trên mọi miền Tổ quốc một chiếc xe mới cập bến Ba Tư Phan, một chiếc xe Hyundai Accent bản ATH hay còn gọi là bản đặc biệt. Em này là bản full kịch của dòng Hyundai Accent 2018 anh chị em nhé. Vâng, em nó lên form mới và lắp ráp tại Việt Nam rồi. Và sau 2 năm, đến năm nay là năm thứ 3, thì cái chiếc Accent 2018 bản đặc biệt, bản full kịch còn để lại những cái gì? Thì bây giờ em Vũ xin đi sâu vào chi tiết của một chiếc xe mới về để cho tất cả các quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đang có nhu cầu muốn mua được một chiếc xe Accent màu đỏ bản đặc biệt thì hãy đợi em Vũ quay chi tiết nhé. Vâng, và ngay trước mặt các anh chị đây ạ, em sẽ đi tiến gần vào đây, là một cặp mắt hay được gọi là linh hồn của một chiếc xe, đó chính là một cái cặp đèn. Thì bên đây là bên phụ, thì em đã quay cho anh em luôn một chiếc đèn đấy ạ. Em đã được trang bị đèn bi, projector và giải đèn LED định vị ban ngày đấy ạ. Vâng, quá đẹp anh chị em nhá, trông như một viên pha lê luôn đấy ạ. Vâng, quá trông luôn. Đèn gầm thì em nó cũng được trang bị lên đèn bi anh chị em nhá, đã được trang bị đèn bi rồi. Đấy, quá xuất sắc luôn. Đây các bác nhìn đấy ạ, tổng quan của một chiếc Hyundai Accent 2018 bản ATH anh chị em nhá. Đấy, đây ạ, đây là phần đèn của bên lái đây. Đây ạ, phần đèn của bên lái đây, các bác nhìn đấy ạ. Vâng, quá là trong suốt anh chị em nhá, quá là trong suốt luôn. Tất cả những cái mặt ca lăng đây nha chị em nhìn đấy ạ, tất cả những cái mặt ca lăng đây ạ, cái phần viền đây được ốp mạ chrome đầy đủ anh chị em nhá, sáng choang luôn anh chị em nhá. Đấy các bác nhìn đấy ạ. Vâng, ốp phần đèn gầm đấy ạ, quá là sáng anh chị em nhá. Vâng, không có một vết sức nhỏ đâu. Đấy, đây ạ. Và cái điểm thứ hai thì em xin được giới thiệu với anh chị luôn về mặt bộ la răng. Cái bản đặc biệt này thì em được trang bị la răng phay. Đấy, trang bị 4 phanh ABS anh chị em nhá. Đây ạ, em sẽ đi vào phần la răng của chiếc xe này luôn. Đây ạ, các bác nhìn la răng của em nó đây ạ, có đẹp không ạ? Vâng, có đẹp không ạ? Không có một vết sức nhỏ. Đấy, cái này chỉ là bụi bẩn thôi anh chị em nhá. Vâng, chỉ là bụi bẩn thôi ạ. Một chiếc la răng rất là đẹp, la răng phay 4 phanh ABS vẫn còn vàng ươm trắng tinh đây. Các bác nhìn đấy ạ, trắng tinh đây nhá. Vâng, quá đẹp như con ốc đây ạ. Vâng, vẫn còn trắng tinh. Vâng, đấy, lốp vẫn còn rất là dày đây. Sử dụng lốp Hankook, lốp đặc chủng của ASEAN, lốp của Hàn Quốc nhá. Đấy, Hyundai đấy ạ. Vâng, lốp rất là dày luôn anh chị em nhìn đấy ạ. Các bác mua về chạy khoảng tầm 7-8 vạn nữa thì mới cần phải thay lốp cơ. Đấy, một lốp rất là dày và la răng rất là sáng đấy ạ. Đấy, quá đẹp luôn. Em này thì xi nha tiếp trên gương, gương kính chỉnh điện của gương tự động anh chị em nhá. Đấy, và đặc biệt hơn nữa là em được trang bị cửa lốc trời. Vâng, có trang bị cửa sổ trời rồi đấy ạ. Vâng, ASEAN bản ATH, bản đặc biệt đã trang bị cửa lốc trời rồi. Và sau đây thì em xin phép được giới thiệu với anh chị luôn về các cái cảm biến đấy ạ. Đấy, trước này thì đã được trang bị cảm biến khóa mở cửa bằng tay đây rồi ạ. Đấy, cộng với cả một cái chìa khóa cơ đây nhá. Đấy, rất đầy đủ, đã được ốp mạ chrome đầy đủ đấy rồi. Đấy, 4 cánh đều ốp mạ chrome, cả lắp bình xăng nữa anh chị em này. Đấy, phần đèn hậu thì em được trang bị phần đèn hậu một giải đèn LED rất là đẹp. Vâng, đây ạ, đây là phần đèn hậu của em nó đây ạ. Đấy, trang bị một giải đèn LED cực kỳ đẹp anh chị em nhá. Đấy, vắt hết cả phần cốp luôn, rất là sáng phải không ạ? Vâng, và bây giờ em Vũ sẽ đi sâu vào trong nội thất của chiếc Hyundai Accent này, được trang bị nội thất về những cái phần option như thế nào. Bây giờ em Vũ sẽ đi sâu bên trong để quay cho các bác xem luôn các bác nhá. Đấy, em mở cánh cửa ra luôn. Vào đây ạ. Đấy, đây là khoang nội thất của chiếc Hyundai Accent 2018 bản ATH. Đấy, cửa lốc trời đầy đủ đây rồi chị em nhá. Đấy, trần vẫn ly lông sáng choang đây chị nhìn ạ, trần ly lông sáng choang đây. Đấy, ghế da đây ạ. Vâng, ghế da căng đét. Đấy, ghế da hai màu nguyên bản của ASEAN đặc bản đặc biệt nha anh chị em nhá. Nguyên bản hết đấy ạ. Vâng, rất là căng luôn đấy ạ. Ghế này rất là căng này. Em này thì có được trang bị hệ thống chống trơn chống trượt. Cái này là chỉnh ánh độ sáng thiên mảng táp lô anh chị em nhá. Phần đèn đấy ạ. Đấy, và đây là mặt vô lăng của em nó đây. Đấy, em nó chạy 4 vạn anh chị em nhá, chạy chuẩn 4 vạn. Vâng, đấy, vô lăng đấy ạ. Vô lăng thì tích hợp bàn phím cảm ứng liên kết với cả màn hình phía bên này. À, bên này thì em được tích hợp thêm một chức năng nữa là chức năng Cruise Control ga tự động chạy trên đường cao tốc anh chị em nhá. Đấy, đầy đủ hết. Em được trang bị đè lỗ thông minh Start Top đấy ạ. Đè lỗ thông minh Start Top đây rồi ạ. Vâng, màn hình cam lùi đầy đủ theo hãng. Đấy, sấy kính sưởi ghế đầy đủ, điều hòa auto nhá anh em nhá, điều hòa auto. Dòng này thì bản đặc biệt có trang bị điều hòa auto. Cần số tự động đây ạ, cần số thẳng anh chị em nhìn đấy ạ. Vâng,
Đấy, quá đẹp luôn. Vâng, em này thì đã được chủ nhân lắp cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy, anh em mua về thì đỡ phải mất tiền 2 triệu tiền cam hành trình luôn nhá. Có cam hành trình đầy đủ rồi đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Vâng, khoang nội thất cực kỳ mới. Và đây là phần táp ly cửa bên lái của chiếc xe. Thì táp ly thì gồm những 4 khóa điện anh chị em nhá, 4 khóa điện và có cả chỉnh gương kính cụp gương tự động đây rồi ạ. Vâng, đấy, rất tiện lợi nhá anh chị em nhá. Hàng ghế thứ hai thì em sẽ quay luôn hàng ghế thứ hai cho anh em luôn. Đấy, hàng ghế thứ hai đây ạ. Đây là hàng ghế thứ hai. Đây, cho các bác xem luôn hàng ghế thứ hai đây ạ. Đấy, rất là mới nhá. Vâng, quá đẹp luôn. Vâng, nội thất cực kỳ sạch sẽ và đẹp. Đấy, chủ nhân, chứng tỏ chủ nhân đi cực kỳ là giữ gìn. Đấy, quá là giữ gìn luôn. Thì cái nội thất của em nó mới đẹp như thế này, mới sáng như thế này anh chị em nhá. Tất cả những con ốc bản lề cửa đây các bác nhìn đây ạ. Tất cả những con ốc bản lề cửa đây ạ. Còn zin hết anh chị em nhá, còn zin hết. Vâng, tất cả đây ạ, zin hết. Đấy, zin hết luôn nhá. Khe kẽ, tất cả khe kẽ đây ạ. Những con ốc bản lề bên cửa lái. Đấy, rất là zin. Đấy, từng con ốc luôn. Đấy. Nên các bác yên tâm là xe thì cam kết không đâm đụng, không ngập nước anh chị em nhá. Vâng. Và tiếp đến đây, em xin phép được mở phần khoang máy ra, một cái khoang động cơ của chiếc Winner ASEAN 2018 này, để cho anh chị xem luôn máy số em nó có zin hay không anh chị em nhá. Vâng, hãy đợi em một chút ạ. Em sẽ đi vào khoang nội thất của chiếc xe. Rồi, và đây ạ, đây là khoang động cơ của chiếc Winner ASEAN 2018. Và đầu tiên em xin phép được giới thiệu với tất cả các quý anh chị luôn về những con ốc bản lề và keo chỉ của lắp cabo này, em nó xem còn zin hay không nhá. Đấy, đầu tiên là những con ốc bản lề đây ạ. Các bác nhìn những con ốc bản lề đây ạ. Vâng, những con ốc bản lề cửa, bản lề cabo còn rất là zin nhá. Vâng, rất là zin luôn. Đấy, ốc ước đính bấm vẫn còn nguyên anh chị em đây ạ. Vâng, đấy, keo chỉ còn nguyên anh chị nhắm nhá, không mất một phân keo chỉ nào lắp cabo cả, những cái đường keo chỉ đây ạ. Vâng, còn zin hết. Đấy. Và tiếp theo về khoang máy của em nó ra sao thì bây giờ em Vũ sẽ quay luôn đi ạ. Đây là khoang động cơ của chiếc Winner ASEAN 2018 đây. Vẫn còn zin nguyên từ lắp dàn cò. Đây là keo zin của nhà sản xuất đây anh chị em nhìn đi ạ. Đây là vết keo zin của nhà sản xuất nhá. Đây các bác nhìn đi ạ. Vâng, keo zin đi ạ. Zin từ lắp dàn cò. Đấy, nên anh chị em không cần phải xem nữa, chỉ cần zin từ lắp dàn cò là anh chị biết là xe đẹp như thế nào rồi. Đấy, chạy cực kỳ ít anh chị em nhá, chạy cực kỳ ít luôn. Mặt máy rất là sáng đấy ạ. Vâng, mặt máy rất là sáng đây. Đấy, những con ốc zin hết. Đấy, quá đẹp. Vâng, quá xuất sắc luôn. Đầy đủ hết luôn. Vâng. Đấy. Đầy đủ hết anh chị em nhá. Khoang máy rất là đẹp và sạch. Đấy. Tổng thành của một chiếc xe Winner ASEAN 2018 và em Vũ cũng đã nói sơ qua một chút rồi. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào phần cốp của chiếc xe để quay cho các bác xem luôn phần cốp của em nó được xem có đẹp hay không nhá. Đây ạ. Đây em sẽ mở lắp cốp này lên. Đấy. Đây ạ, đây là phần cốp của chiếc xe đây ạ. Đấy. Những con ốc bản lề của cốp đây, các bác nhìn đi ạ. Vâng, những con ốc bản lề của cốp đây ạ. Đấy, vẫn còn zin đẹp như thế này, các bác nhìn đi ạ. Vâng. Đấy, những con ốc bản lề đây ạ. Vâng, đinh bấm vẫn còn nguyên nhá anh em nhá. Đây ạ, các bác nhìn đinh bấm này. Đấy, đinh bấm vẫn còn nguyên này, đinh tán vẫn còn nguyên này. Đấy, những con đinh tán này. Đấy. Bên này cũng vậy nhá. Đây ạ. Đinh bấm này, đinh tán bên này vẫn còn nguyên nhá. Vâng. Đấy. Về phần lốp dự phòng thì em nói đây ạ, lốp dự phòng đây ạ, quá mới luôn, vẫn sử dụng lốp Hàn Quốc của Hàn Quốc đây ạ. Đấy. Lốp dự phòng quá mới luôn, lốp dự phòng là vẫn theo xe. Vâng, đây ạ. Tuần thứ 39 của năm 2018 đây anh em nhìn đi ạ. Vâng đấy. Tuần thứ 39 của năm 2018, lốp dự phòng còn nguyên anh chị em nhá. Đấy, lốp cắp cốp không một vết bẩn nào luôn. Rất là sạch sẽ luôn. Đấy. Và vừa nãy em Vũ đã giới thiệu sơ qua tổng thành của một chiếc xe về máy móc cũng như nội thất và thân vỏ của chiếc xe rồi. Thì chiếc xe này thì bên Ba Tư Phan đang được bày bán mức giá là 505 triệu đồng. 505 triệu đồng bao rút hồ sơ và có thương lượng thêm cho tất cả các quý anh chị. Nếu anh chị nào thiện chí thì hãy để lại số điện thoại hoặc là liên hệ qua số điện thoại hotline 0964 834 834 để được thương lượng về giá thêm nhá. Để cho anh em luôn một cái giá cực kỳ yêu luôn. Đấy. Một chiếc xe Winner ASEAN 2018 bản ATH 505 triệu đồng.
Đấy. Và một lần nữa thì em Vũ cũng thay mặt anh em ekip toàn thể của Batufan xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo nhé. Vâng, xin chào tạm biệt ạ.